Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club nha anh chị. Em là Ngọc Lâm. Anh chị nhà đầu tư nào đang xem cái video này nhớ like cho mình một like và thả cho mình một quả tim dưới phần bình luận bên dưới nha anh chị. Cũng như anh chị nhà đầu tư nào mà cần hỗ trợ tư vấn đồng hành cùng mình trong giai đoạn sắp tới để mà cùng nhau kiếm lợi nhuận trên thị trường thì nhớ liên hệ trực tiếp với em nha anh chị theo cái số điện thoại phía trên màn hình. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn đồng hành quý anh chị nhà đầu tư nha. Thì hôm trước mình có live stream cũng như là mình cập nhật tình hình thị trường rồi, khả năng rất cao thị trường nó đi lên thì mình nói anh chị nhà đầu tư rồi, canh mua giá đỏ đúng không anh chị, canh mua giá đỏ giá sàn. Thì hai phiên giao dịch hôm nay thì anh chị nhà đầu tư thấy là ở đây mình nhận định là tương đối là chính xác nha anh chị, chính xác. Thì mình không có theo live stream cùng với anh chị nhà đầu tư được trong những cái phiên giao dịch gần đây. Tuy nhiên thì anh chị nhà đầu tư thấy là mình có gửi những cái nhận định lên cho anh chị nhà đầu tư tương đối là ok đúng không chị, thị trường đồng thuận. Chiều hôm nay thì mình có nói là khả năng cao nó sẽ tăng 10 điểm nữa thôi, thì đầu tư công thép đồ nó cũng sẽ lên thôi chị. VC2 hôm trước mua thì bây giờ nó cũng đã có lợi nhuận, hàng cà phê rất là tốt nha anh chị. Rồi hôm vừa rồi thì khi mà thị trường rung lắc thì rất nhiều cái câu chuyện mình nói với anh chị nhà đầu tư rồi, rất nhiều cái vấn đề mình nói với anh chị nhà đầu tư rồi. Mình luôn nói anh chị nhà đầu tư là canh đúng không anh chị, khi nó vượt được 1.400 sẽ tăng rất mạnh này. Khả năng gì đâu, sáng nay nhiên lúc gác thì không có lãi đúng không chị. Thì với anh chị nhà đầu tư nào mà cứ nhảy nhót nhiều thì không có lợi nhuận, nằm im thì bây giờ lợi nhuận rất nhiều rồi ở trên những cái mặt cổ phiếu đúng không chị. Không dám mua giá đỏ giá sành, đu theo cứ đua theo cao là rất là nguy hiểm nha anh chị. Trong phiên anh chị đua theo giá cao rất nguy hiểm. Giống như cái đây luôn thì mình có nói anh chị nhà đầu tư là cái hôm mà hôm thứ sáu anh chị nhà đầu tư thấy là một cái phiên tăng khá là đẹp đúng không chị, không một phiên tăng khá là đẹp, cũng như là cái hôm vừa rồi tham gia vào BED thì bây giờ BED nó cũng tăng khá là tốt ở trong cái giai đoạn này đúng không. Mình ủng hộ cũng như là mình bơm oxy cho anh chị nhà đầu tư khá nhiều, anh chị bơm oxy cho anh chị nhà đầu tư khá nhiều trong giai đoạn này. Thì đây là một trong những cái nhận định view về thị trường thôi, cũng như là hỗ trợ tâm lý cho anh chị nhà đầu tư rất nhiều đúng không anh chị, luôn đồng hành cũng như là chia sẻ cùng với chị nhà đầu tư trong những cái giai đoạn mà cái mặt tâm lý nó chiếm không, nó chiếm cái cảm xúc, nó đánh vô cái cảm xúc của anh chị nhà đầu tư. Thì ở đây mình chỉ view là một tí như vậy thôi. Anh chị nào theo dõi mình nhiều thì chắc anh chị nhà đầu tư cũng đã hiểu đúng không chị, cũng đã biết rồi. Thì hôm nay thì em phân tích thị trường một tí cho quý anh chị nhà đầu tư để cho anh chị nhà đầu tư có một góc nhìn trong giai đoạn sắp tới và chuẩn bị cho em cái kế hoạch một trận đánh tiếp theo, đó là trận đánh cuối năm này. Một cái trận đánh mình nghĩ là anh chị nhà đầu tư có thể là thay đổi được cái cuộc đời đầu tư của anh chị nhà đầu tư nha anh chị, thay đổi luôn cả một cái cuộc đời đầu tư của quý anh chị nhà đầu tư ở trong cái giai đoạn sắp tới anh chị. Thì mình phân tích một tí về cái chỉ số index của mình nha anh chị. Chỉ số index thì anh chị nhà đầu tư hình dung ra hôm vừa rồi thì trước khi mà đi cái Quy Nhơn thì em có nói với anh chị nhà đầu tư rồi, khả năng cao thì khi mà thị trường nó tiếp cận một giá đây, nó đi lên được, nó giữ được trend thì khả năng cao nó sẽ tạo một điểm hưng phấn đâu đó trên 1080 thì bắt đầu nó mới điều chỉnh đâu gì, thì lúc này nó mới có điều chỉnh. Thì khi nó vượt lên được 1040 thì bắt đầu là thị trường nó sẽ vào một cái nhịp tăng khá là sốc. Thì ở đây nó đã vượt lên 1040 mấy rồi anh chị, thì hai kiếm này bắt đầu đi lên, hai kiếm này bắt đầu đi lên. Với cái xu hướng này thì mình nghĩ là vài phiên nữa thì nó có thể tiếp cận được khu vực là 180, rất cao là nó sẽ vượt lên và nó tiếp cận được cái vùng giá này nha anh chị. Thị trường của mình nó sẽ còn tới hết tuần này là nó còn tương đối mạnh, hết tuần này nó vẫn tương đối mạnh nha anh chị. Qua tầm cửa cuối tuần sau, qua tầm cửa cuối tuần sau thì bắt đầu thị trường nó mới yếu. Còn với cái xu hướng này thì qua tầm cuối tuần sau có thể là rơi vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu gì đó sau nữa nha anh chị, bắt đầu nó mới yếu tuần sau á, tuần sau tuần này nè. Còn trong tuần này thì với cái xu hướng này cũng đang tương đối là mạnh đối với thị trường, khả năng rất cao nó sẽ tăng sốc. Có thể anh chị nhà đầu tư sẽ thấy được một phiên, hai phiên, ba phiên thị trường tăng liên tục, nó không có điểm dừng anh chị. Tại vì đa số mã cổ phiếu trong giai đoạn này nó đang tiếp cận lại vùng đỉnh cũ và nó có xu hướng phá qua khỏi vùng đỉnh. Mình ví dụ như anh chị một cái mã cổ phiếu BED hôm vừa rồi có tham gia vào đúng không anh chị? Hôm vừa rồi có tham gia vào mua BED. Thì anh chị nhà đầu tư nào mua thì bây giờ anh chị nhà đầu tư có lãi lên 6-7% rồi anh chị, trong vòng có vài phiên giao dịch thôi. Trước mình mua ở cái phiên giao dịch hôm nay thì bây giờ anh chị nhà đầu tư thấy hàng về thì anh chị có lợi nhuận rất lớn rồi, đúng không? Thì với cái xu hướng này thì BED nó vẫn tăng tiếp, thì anh chị thấy là đa phần cái thị trường của mình trong giai đoạn này nó đều tiếp cận những vùng đỉnh như thế này và nó có xu hướng phá cái vùng đỉnh ra để nó đi lên. Dòng tiền thì lan tỏa rất là đều trên thị trường cho cái phiên giao dịch hôm nay, dòng tiền lan tỏa rất đều nha anh chị. Một số mã cổ phiếu thì anh chị nhà đầu tư quay lại trở lại đua sau những pha điều chỉnh thì nó quay trở lại đường đua nha anh chị, khá là tốt. Thì mình cố gắng làm sao đó bình tĩnh, tự tin ở trong giai đoạn này thôi để kiếm lợi nhuận.
BDR là một cái mã cổ phiếu mà em có phân tích cho quý anh chị nhà đầu tư rồi, thì cái hình vẽ của mình nó vẫn còn nằm đây luôn gì, hình vẽ của em để đây thì nó vẫn còn nằm đây luôn. Mình nói là khi nó phá qua được cái trên giá này thì xu hướng của nó có thể cao, nó sẽ đi lên được khu vực đâu đó là trên 20, có thể tiếp cận giá 22. Thì như anh chị nhà đầu tư thấy nó đang đi đúng cái mà mình nói, đang đi đúng cái mình nói rồi. Thì chốt lại một tí ở cái khu vực này thì mình nói cho anh chị nhà đầu tư nó như thế này anh chị, đơn giản để cho anh chị nhà đầu tư hiểu nha anh chị, nó đi theo 1 2 3 để cho anh chị nhà đầu tư hiểu là cái câu chuyện mình muốn chia sẻ với anh chị nhà đầu tư là như thế nào. Thì ở đây đối với mình thì khả năng rất cao tuần này là một tuần tăng giá rất mạnh đối với chỉ số index của mình, và có khả năng nó sẽ kéo dài qua giữa tuần tới nữa. Thì lúc này thị trường nó tạo cái cảm giác tăng, và cái thanh khoản thị trường nó tương đối là tốt nha anh chị, nó cứ tăng đều và thanh khoản thị trường khá tốt. Thì khi nó tăng như vậy thì nó sẽ làm cho những nhà đầu tư nào bán rồi bắt đầu người ta sẽ đổ tiền và người ta mua nữa. Tại vì cái điểm hưng phấn chỉ biết là một khi nó hưng phấn lên rồi thì người ta không còn sợ nữa. Người ta không còn sợ nữa, người ta có thể mua bất chấp, người ta có thể bán một căn nhà, hai căn nhà để vào người ta mua là chuyện hết sức bình thường. Nó mang tính chất cờ bạc rất cao, nó mang tính chất cờ bạc rất cao nha anh chị. Thì với cái xu hướng như vậy nó sẽ làm cho cái thị trường của mình sôi động lên, và những người nào không có hàng, không có cổ phiếu, người ta sẽ cảm thấy hụt hẫng và cảm giác như là thua cuộc, thì bắt đầu người ta mới đổ tiền vào để mà mua thêm. Thì lúc này nó sẽ làm cho thị trường đi lên nữa, đi lên nữa. Thì giống như một cái mã cổ phiếu mình có nói Nam Kim bữa mình có nói chị đầu tư tới giai đoạn này, chị thấy Nam Kim nó phá đỉnh nó đi lên, chị đa phần cổ phiếu bây giờ nó tạo hai đáy và phá đỉnh đi lên hết. Thì với cái xu hướng phá đỉnh đi lên này thì cái thị trường của mình nó vẫn còn tăng nữa. Một hai phiên tới mà anh chị nhà đầu tư thấy thị trường tăng là cái câu chuyện hết sức bình thường luôn, không có gì là đặc biệt nha anh chị. Tuy nhiên thì nó qua giữa cuối tuần tới nữa thì bắt đầu thị trường của mình nó có thể khả năng là cái lực tăng giá của thị trường nó không còn mạnh nữa, và nó sẽ tới những cái điểm dừng. Thì khi nó tới những cái điểm dừng đó thì bắt buộc nó phải thay máu, và khả năng rất cao nó sẽ có rung lắc và sự điều chỉnh. Thì cái quan trọng nhất của anh chị nhà đầu tư là gì anh chị? Canh lên những cái khu vực đó, anh chị nhà đầu tư phải bán bớt cổ phiếu và chuẩn bị thêm một cái lượng tiền cho mình để mà chuẩn bị đánh một cái trận khi thị trường có những cái pha điều chỉnh về mặt ngắn hạn, để mình có thể mua vào tiếp một nhịp để mà đánh từ đây tới Tết. Từ đây tới Tết nếu như thị trường đi đúng theo cái xu hướng mình đề ra thì anh chị lại có thêm một lần nữa ít hai tài khoản trong cái giai đoạn tới. Nếu như anh chị nhà đầu tư nào tin tưởng, ông quan tâm cũng như là theo dõi mình trong giai đoạn tới thì anh chị sẽ thấy là cái lợi nhuận của anh chị nhà đầu tư sẽ khủng như thế nào trong giai đoạn từ đây đến cuối năm nha anh chị. Cái quan trọng nhất của một nhà đầu tư là khi thấy thị trường đi lên thì mình phải hiểu nó đi lên tới một mức độ nào đó thì khả năng cao nó sẽ có sự điều chỉnh, và mình làm sao đó mình sẵn sàng với cái sự điều chỉnh đó để mình có cái lực mua dồn lực vào đánh một cái trận khi thị trường nó giẫm đạp lên nhau nó chạy. Thì lúc đó anh chị thấy là em mà hút đây là ngon nhất khi cổ phiếu test lại điều chỉnh nhanh gì. Cái ở đây cái ngày hôm nay nói lại tóm lại là về mặt ngắn hạn thì anh chị nhà đầu tư nào theo mình trong giai đoạn vừa rồi đều có lợi nhuận và đang ôm cổ phiếu tương đối nhiều. Cái thứ hai nữa anh chị nhà đầu tư phải hiểu là cái thứ hai nữa anh chị và tôi phải hiểu là trong cái giai đoạn sắp tới làm sao mình né được cái cú điều chỉnh tiếp theo của thị trường tới để mình có thể gom hàng nhiều vào để mà chị nhà đầu tư có thể một cái trận hay tới cuối năm. Hai nữa, cái này cực kỳ quan trọng nha anh chị. Anh chị nào mà muốn X2 hoặc là muốn tăng NAV trong giai đoạn này, mình nói cái đây là cực kỳ quan trọng. Việc tin hay không đó là việc của anh chị nhà đầu tư, nhưng mình nói là anh chị nhà đầu tư nếu mà anh chị nhà đầu tư muốn kiếm lợi nhuận nhiều thì anh chị phải có một cái pha điều chỉnh sau, anh chị tự gom hàng cho mình, thì khả năng nó có thể là tới cái tuần tới là một cái cơ hội rất lớn để anh chị tư có thể là sử dụng cái lượng tiền khi mà chốt lại cổ phiếu để mà chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thì với cái tình hình này của thị trường thì một vài phiên tới nữa thì bắt đầu chờ cái phản ứng của thị trường nó như thế nào, sau đó mình sẽ cập nhật cho anh chị nhà đầu tư là chuẩn bị nha anh chị, chuẩn bị từ từ và xử lý không xử lý lần anh chị lý lần, sau đó mình sẽ nhắc anh chị nhà đầu tư thôi. Chắc chắn là khi mình có mã cổ phiếu mình bán ra là gì đó thì mình sẽ nhắc cho quý anh chị nhà đầu tư nha anh chị, mình sẽ nhắc cho quý anh chị nhà đầu tư, nên thành ra anh chị nhà đầu tư có gì đâu lo lắng đúng không gì, nhắc cân nhắc cho quý anh chị tư cứ bình tĩnh tự tin cho em là được rồi, bình tĩnh tự tin cho em là được, chắc chắn mình sẽ theo sau quý anh chị nhà đầu tư và cũng như cập nhật cho tư nha anh chị. Bình tĩnh tự tin cho em một tí, sau đó là anh chị nhà đầu tư
cố gắng là bám sát theo thị trường để đánh một cái năm cho anh chị nhà đầu tư lấy lại cái lượng tiền đã bỏ mất trên thị trường năm 2022. Còn anh chị nào mới vào thị trường thì anh chị sẽ kiếm được một cái lợi nhuận khá lớn trong năm này. Nên nhớ một cái nguyên tắc và một cái câu thần chú rất là rõ ràng: thị trường lên chắc chắn nó sẽ đi xuống, thị trường đi xuống chắc chắn nó sẽ quay trở lại, anh chị không? Không có cái gì là nó đi lên hoài hoặc là không có gì nó xuống hoài. Thành ra cái nguyên tắc của thị trường của mình là nó đi đến một cái điểm nào đó nó sẽ dừng lại và nó sẽ có những cái pha thay máu, thì làm sao đó mình cũng sẽ thay máu ở trong cái giai đoạn đó luôn, thì anh chị nhà đầu tư sẽ thắng rất lớn. Cái này thì mình tổng hợp lại thôi, mình nói cho anh chị nhà đầu tư như vậy. Còn quá trình của anh chị nhà đầu tư giao dịch phiên mai phiên mốt bữa kia thì vẫn giao dịch bình thường, tuy nhiên là chuẩn bị cho mình cái tinh thần chiến đấu khi mà anh chị nhà đầu tư có một cơ hội lớn, anh chị phải có lượng tiền lớn để anh chị gom vào để mà nắm bắt cơ hội trong nhà, để mà đánh một cái trận cho nó ra hồn từ đây đến cuối năm nha anh chị. Đó là một trong những cái chia sẻ cũng là tâm sự của anh chị nhà đầu tư. Thị trường này nó sẽ tăng một tuần rưỡi nữa. Đó. Với cái xu hướng này thị trường nó sẽ tăng một tuần rưỡi nữa. Nhắc lại một lần nữa nha anh chị. Với cái xu hướng này thị trường khả năng rất cao thị trường nó sẽ vào một cái pha nước rút tăng một tuần rưỡi nữa. Đừng có xem video xong rồi cứ nói mình là không hiểu nha anh chị. Mình nói anh chị nhà đầu tư là với cái xu hướng này khả năng rất cao thị trường nó sẽ vào pha nước rút. Nó chạy rất là dữ, mai tăng, mốt tăng, bữa kia tăng là chuyện hết sức bình thường. Mai tăng, mốt tăng, bữa kia tăng hết sức bình thường. Nhưng mà bắt đầu là khi nó tăng nóng lên thì mình làm gì? Đó là cái mà mình gửi gắm tới cho anh chị nhà đầu tư, là chuẩn bị sẵn sàng tâm lý và theo dõi mình để mình có thể cập nhật cho quý anh chị nhà đầu tư nha anh chị. Sẵn sàng chiến đấu và cái hàng của mình cũng đã có sẵn cho quý anh chị nhà đầu tư rồi. Robot nó cũng đã báo rồi anh chị. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Chúc mọi người ngủ ngon nha anh chị. Bây giờ là 12 giờ rưỡi rồi. Mình mới về lúc 11 giờ anh chị. Đáp máy bay xuống về tới 11 giờ. Mình ngồi nghỉ tí, tắm rửa, mình phải lên làm cho anh chị một video ngay để mà chuẩn bị cho anh chị nhà đầu tư. Khi mình làm video thì giúp anh chị nhà đầu tư kiếm được nhiều tiền, đó là một trong những cái mà làm cho mình cảm thấy vui là được anh chị. Ok mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon nha, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Ok, bye bye.